Chào các bạn, mình tức có M2 Điều Channel, rất vui gặp lại các bạn trong video hỏi đáp của M2 ngày hôm nay. Trong video của kỳ này, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc gửi về cho M2 Điều Channel. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Chờ vào ha. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 1 của bạn Như Hảo ở Lào Cai. Anh ơi, Linh Monster khi nào được chơi vậy? Linh có làm thay đổi luật chơi với cách chơi nhiều không anh? Ở thời điểm hiện tại mà em nghe cái câu trả lời này thì chúng ta đã có thể chơi Linh Monster trong phiên bản Yu-Gi-Oh tiếng Anh. Về cái vấn đề là Linh Monster có làm thay đổi luật chơi nhiều hay không thì trả lời với em là Linh Monster gần như thay đổi toàn bộ cái luật chơi của chúng ta trong cái phiên bản Yu-Gi-Oh. Cái thay đổi như thế nào và tác động như thế nào thì chắc là xin hẹn em vào một cái video cụ thể luôn, một video chi tiết riêng nói về vấn đề này. Trong cái thời lượng của cái cuộc hỏi đáp này thì sẽ không có đủ thời gian cho chúng ta trả lời câu hỏi này. Câu hỏi số 2 của bạn Ngọc Thuận ở Bình Phước, bạn hỏi như sau. Cho em hỏi là từ giờ tới cuối năm còn sản phẩm Yu-Gi-Oh nào mới không anh? Xin trả lời em như sau. Chúng ta sẽ còn rất là nhiều sản phẩm mới và mỗi tháng như vậy sẽ có khoảng 2-3 sản phẩm mới. Bây giờ là tháng 8 rồi, hệ thống tháng 8 thì nó sẽ có một số sản phẩm nữa, tháng 9, tháng 11, 12. Hiện tại thì Konami vừa cung cấp một số danh sách sản phẩm mới từ nay đến cuối năm như sau. Ngày 25 tháng 8 chúng ta sẽ có là Megatin 2017. Ngày 8 tháng 9 chúng ta sẽ có là Legendary Duelist. Ngày 15 tháng 9 chúng ta sẽ có là Yu-Gi-Oh! Collector Pop. Ngày 22 tháng 9 chúng ta sẽ có là Card of Duelist Special Edition. Ngày 6 tháng 10 chúng ta sẽ có là Legendary Dragon Deck. Ngày 20 tháng 11 và ngày 20 tháng 10 chúng ta sẽ có là Screw Spread. Ngày 3 tháng 11 chúng ta sẽ có là Structured Cyber Cyberlink. Và ngày 17 tháng 11 chúng ta sẽ có là Kaiba Collector Pop. Riêng kế hoạch phát hành tháng 12 chắc có thể là qua tháng sau chúng ta sẽ biết được tháng 12 có phẩm gì. Tất cả sản phẩm này sẽ đều được bán tại kênh trên M2 tại website m2digital.com. Và khi tới cái ngày phát hành này, các bạn em có thể truy cập website để đặt mua luôn nha. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 3 của bạn Toàn Phong ở quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Bạn hỏi như sau. Khi nó hết lượt mà trên tay của mình có trên 5 lá bài thì có phải bỏ bớt xuống cho đến khi còn 5 lá không S? Mình xin được phép trả lời bạn như sau. Theo luật chơi thì bạn có thể cầm tối đa 6 lá bài khi bạn lúc vào cái thời điểm mà bạn tuyên bố hết lượt. Thì nếu mà bạn có cuối lượt bạn có 7 lá bài, 8 lá bài thì các bạn phải bỏ đi cho đến khi mình còn 6 lá trên tay thôi. Và nếu mà bạn có cái lá bài là Infernize kẹt ngửa trên sân thì bạn có thể vượt qua cái giới hạn này như vậy. Cái lá bài Infernize kẹt đang hiện trên màn hình ở đây, các bạn hãy xem lá bài này để biết nó như thế nào. Câu hỏi số 4 của bạn Tuấn ở Sa Đéc, Đồng Tháp thì không biết là có bạn khán giả nào đang xem video này ở Đồng Tháp không ạ? Rồi, bạn Tuấn hỏi như sau. Quái thú của em tấn công quái thú đối phương thả Hornet xuống, em có thể thả Hornet của em xuống hay không? Một câu trả lời khá là hay các bạn. Đáp án như sau. Câu trả lời của chúng ta là được. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hiệu ứng của lá bài Hornet nha. Hiệu ứng dịch tiếng Việt như sau. Nếu lá bài Hornet đang ngửa trên sân thì bạn có thể đưa nó lên tay trong cái lực man phay. Trong cái lực nam step, khi một quái thú hệ line mà chiến đấu thì bạn có thể gửi lá bài Hornet này từ tay xuống mộ để mà cái quái thú của bạn sẽ được nhận công bằng công của quái thú đối phương tấn công cho đến cuối cái lượt đó. Trong trường hợp này, quái thú của em là hệ line tấn công quái thú hệ line của đối phương. Đối phương sẽ thả lá bài Hornet xuống để chống lại tấn công của em. Thì trường hợp này em có thể thả một lá Hornet trên tay của em xuống nữa. Tuy nhiên thì anh khuyên em là em sẽ không nên làm cái việc này. Thì lý do như thế nào thì em có thể chờ các bạn khán giả của M2 Điều Channel đang xem video này trả lời bên dưới nha. Và hy vọng các bạn khán giả chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi này cho các bạn biết lý do tại sao chúng ta không nên thả Hornet lần thứ hai xuống các bạn. Câu hỏi số 5 của bạn Kiên ở Cà Mau đặt như sau. Quái thú được triệu hồi đặc biệt từ Estradec khi gặp hiệu ứng trở về tay thì đi đâu ép? Cái hiệu ứng trở về tay này nghĩa là return các bạn nha. Xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Quái thú được triệu hồi từ Estradec nếu là quái thú Fusion, tức là quái thú dung hợp, quái thú Synchro hay quái thú Exit sẽ trở lại Estradec. Nếu là quái thú Pendulum thì khi mà được triệu hồi từ Estradec sẽ trở về tay. Trường hợp nếu không có một ghi chú nào đặc biệt hết thì cái lá bài đó sẽ trở về tay chính chủ nhân của nó hoặc là trở về Estradec của chủ nhân của nó luôn. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 6 của bạn Trấn Khang và bạn An Nhiên hỏi trên YouTube. Anh ơi, M2 Deal Store có bán Gundam không? Một câu hỏi khác nữa là M2 Deal Store chuyển sang bán Gundam hả? Chào em, M2 Deal Store hay cửa hàng trên M2 thì chỉ có các sản phẩm Yu-Gi-Oh cũng như các phụ kiện các em thôi. Hiện tại thì chưa có bán các sản phẩm Gundam các em nha. Ở YouTube của M2 Deal Channel có các video của Ad Nhiếm nói về cái video Gundam thì chủ yếu là giải trí các bạn nha. Chúng ta hãy cùng đến câu hỏi số 7 của bạn Hờ Niu ở Đắk Lắk.
Bộ bài của em thua các đối thủ khác, mặc dù em đã tin tưởng bộ bài của mình như ép mặt tiên nói. Vậy em phải làm gì bộ bài của mình đây? Chào em, khi mà mình tin tưởng bộ bài của mình thì em chỉ mới ở bước đầu tiên trở thành bài thủ chuyên nghiệp. Để thành bài thủ chuyên nghiệp thì chúng ta cần rất là nhiều bước nữa. Thì ở đây anh sẽ gợi ý cho em một số bước như sau. Bước đầu tiên chúng ta sẽ cùng các em hãy chuẩn bị bộ bài của mình và soạn bộ bài của mình ra thành từng nhóm, ví dụ như là nhóm bài quái thú, nhóm bài cạm bẫy và nhóm bài ma pháp. Và em hãy đầu tiên mình hãy cùng đọc thật là kỹ cái hiệu ứng của lá bài để biết chắc chắn hiệu ứng của nó và nắm kỹ hiệu ứng của nó dùng như thế nào, công thủ ra sao. Bước thứ hai đó là hãy cùng xem xét lại xem bộ bài của mình sẽ có những lá bài nào cần thiết và lá bài nào không cần thiết. Khi mà em thấy những lá bài không cần thiết thì mình nên loại bỏ nó ra và tìm thêm những lá bài cần thiết để mà bỏ vào, để đảm bảo rằng chúng ta sẽ có những lá bài trong một chiến thuật tạo được những combo đẹp mắt với nhau. Vì Yu-Gi-Oh luôn tiến hóa không ngừng nên cái việc mà tìm kiếm bài mới là cực kỳ cần thiết. Và có lẽ cái lá bài cũ của mình hiện tại đang có sẽ không có phù hợp với cái chiến thuật mới hiện bây giờ. Thì để tìm một lá bài mới thì mình có thể mở cái booster pack được bán rộng rãi hiện nay. Mình sẽ gợi ý một nơi để tìm kiếm bài cái bài lẻ thật là dễ dàng nữa là ở website mhdigital.com. Bạn có thể truy cập trong các hiện trên màn hình ở đây để đặt mua. Video hỏi đáp kỳ này sẽ kết thúc tại đây. Để đặt câu hỏi các bạn có thể gửi tin nhắn tại website là bit.ly/mh2. Các admin của MHDigital Channel sẽ cùng tìm hiểu và trả lời cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay đừng quên share video cho các bạn khác cùng xem và cùng biết. Và nếu các bạn thấy thích thì các bạn hãy bấm nút subscribe để là người đầu tiên xem những video mới nhất tại MHDigital Channel. Tạm biệt các bạn.